Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 113. Chuyện con chó rừng. Tiền thân Sigala. Người tin chó rừng say. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về Đề Bà Đạt Đa. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường bàn đến những việc làm tổn đức của Đề Bà Đạt Đa. Thưa các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa đem theo 500 tỷ kheo đi đến Gajasisa và nói: Sa môn Gotama làm không đúng pháp, điều ta làm mới đúng pháp. Các tỷ kheo ấy bị đưa vào đường sai lạc bởi những lời nói dối như vậy. Kẻ ấy đã phá hòa hợp tăng và tổ chức hai lễ Bồ Tát trong một tuần. Bậc đạo sư đến hỏi vấn đề gì đang được bàn luận, và khi biết được vấn đề ấy, ngài nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới nói láo, lúc trước kẻ ấy cũng đã nói láo rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh là một thần cây ở một khu rừng có nghĩa địa. Lúc bấy giờ ở Ba La Nại có hội lễ cúng sao. Các người tổ chức cúng lễ các quỷ dạ xoa. Họ rải khắp các công viên, các ngã tư đường vân vân nhiều cá thịt và sắp đặt nhiều bát rượu. Lúc ấy có con chó rừng vào nửa đêm chui từ lỗ cống đi vào thành, ăn cá thịt, uống rượu, rồi chui vào trong một bụi cây nằm ngủ đến sáng. Khi nó thức dậy thấy ánh sáng, biết rằng nay không thể trở ra được, nó đi đến gần đường, nằm xuống một chỗ mà người ta không thấy nó được. Nhưng nó thấy người ta và nằm im không nói gì. Rồi một bà la môn đang đi đến rửa mặt, thấy người ấy, chó rừng suy nghĩ: Các bà la môn hay tham tiền, ta phải đánh trúng vào tánh tham lam ấy để họ giấu ta giữa nách, che ta với áo ngoài và đưa ta ra ngoài thành. Với giọng người nó nói: Này bà la môn. Vị bà la môn quay lại hỏi: Ai kêu ta đó? Chính là tôi, bà la môn. Có chuyện gì vậy? Này bà la môn, tôi có 200 đồng tiền vàng. Nếu bạn giấu tôi giữa nách, che tôi với áo ngoài, không cho một ai thấy và có thể đưa tôi ra ngoài thành, tôi sẽ cho bạn 200 đồng tiền vàng ấy. Bà la môn vì tham tiền nên nhận lời, làm đúng như lời dặn, đưa con chó rừng ra ngoài thành. Đi được một lát, con chó rừng hỏi: Này bà la môn, đây là chỗ nào? Chỗ ấy, chỗ ấy. Hãy đi thêm một lát nữa. Như vậy nó thúc đẩy vị bà la môn nhiều lần, cho đến khi ra nghĩa địa lớn. Khi ấy con chó rừng nói: Hãy thả tôi xuống đây. Vị bà la môn thả nó xuống. Chó rừng nói: Này bà la môn, hãy trải cái áo ngoài ra. Vì lòng tham, kẻ ấy trải áo ngoài ra. Chó rừng lại nói: Này bà la môn, hãy đào gốc cây này. Và khi người bà la môn đang đào đất, con chó rừng leo lên cái áo ngoài, đi đại tiện trên 5 chỗ, 4 góc và chính giữa, bôi phân cho nhớp, rồi đái cho ướt và bỏ đi vào rừng. Bồ Tát đứng trên chỗ chĩa ba của cây, đọc bài kệ này: Ông tin chó rừng say. Hỡi này bà la môn, 100 tiền ốc chả có, đâu có 200 vàng. Sau đó Bồ Tát nói với vị bà la môn: Này bà la môn, hãy đi tắm và giặt áo ngoài của ông. Nói xong Bồ Tát biến mất. Vị bà la môn nghe vậy biết mình đã bị lừa đảo và sầu muộn bỏ đi. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: Thời ấy con chó rừng là Đề Bà Đạt Đa, còn vị thần cây là ta vậy. Ha ha ha,